sau có 1 tháng à, bạn chị đã giảm được tới 12 cân lận và 23 cm vòng eo lận nghe em. Khách hàng Hoài Thương, 30 tuổi, gặp tình trạng thừa cân, mỡ thừa tích tụ nhiều vùng bụng, bụng dưới, hai bên hông. Bác đã lên phác đồ liệu trình giảm béo công nghệ cao dành cho chị, và với liệu trình này sẽ giúp cho lượng mỡ thừa nó sẽ hóa lỏng, và bên cạnh đó thì công nghệ này nó sẽ tạo vách ngăn chống béo, và sau này á cái tình trạng tái mỡ nó sẽ diễn ra ở cái mức thấp nhất. Trời ơi, chị rất là mừng luôn em. Dạ. Từ khi á mà chị lấy lại được cái vóc dáng thon gọn này, chị rất là hạnh phúc luôn. Bởi vì bây giờ á chị vừa có thể tự tin nè, giao tiếp với mọi người rất là thoải mái, mà còn được mặc những cái bộ đồ mà mình thích nữa. Yeah. Đặc biệt á là bây giờ sức khỏe của chị cải thiện rất là nhiều nha. Chị có thể di chuyển nè, vận động một cách rất là nhanh nhẹn và linh hoạt luôn. Sau một tháng, khách hàng Hoài Thương đã thành công giảm 12 cân và 23 cm vòng eo, lấy lại vóc dáng mơ ước. Linh Anh, viện thẩm mỹ quốc tế.